để chuyển dữ liệu iOS nhanh nhất. Mọi người cùng theo dõi hết toàn bộ video này với em nhé. Chỉ đơn giản nhất trong vòng một nốt nhạc thôi nhá. Hãy theo dõi hết toàn bộ video này. Cảm ơn mọi người. Ok, và khi mà mua một cây máy mới tại cửa hàng ấy thì lúc nào thì các cái phần mềm thì nó cũng sẽ như thế này đúng không? Nhưng mà để mà nói là một riêng một mua một cái cây máy 99 để biết chắc chắn nhất thì nên là cài đặt chung này. Đó. Kéo xuống hết bên dưới. Chuyển hoặc đặt lại iPhone nhá và xóa tất cả nội dung và cài đặt. Thì cái này sau khi active máy thì sẽ phát hiện ra được là máy nó có xuất hiện cái iCloud ẩn hay không. Nhưng về chủ đề chính ấy, thì cái ngày hôm nay là chúng ta sẽ là chuyển dữ liệu iPhone từ iOS sang iOS nhá. Đấy, thì như cũ thôi. Đó, chúng ta sẽ xóa tất cả nội dung và cài đặt. Tiếp tục này. Đó, ok. Sau khi mà active toàn bộ máy thì màn hình nó sẽ quay trở về như thế này. Chúng ta mở cái máy này lên. Đó, vươn lên. Đó, và khi mà nó xuất hiện được như cái này, thiết lập iPhone mới này. Đó, tiếp tục. Và khi mà hiện cái vòng tròn như thế này này thì hai cái là phải chụp vào nhau. Tức là lấy cái máy mà mình muốn sang dữ liệu là chụp lại cái máy bên này. Ấn mật khẩu của cái máy cũ vào. Đó, và bước tiếp theo. Face ID này, nếu như mà mình chưa cần thiết lập luôn Face ID, thiết lập sau. Đó, ấn tiếp tục nhá. Bắt đầu chuyển dữ liệu iPhone của Đức này. Đấy, thì là ấn tiếp tục cho em. Đồng ý này. Đó. Và nếu như mà nó đòi hỏi cái mật khẩu iCloud của mình thì mình cứ nhập iCloud vào đây thôi. Tiếp tục. Nếu mà cái mình dùng cái Apple Pay này thì mình tiếp tục cũng được. Còn nếu như mà hiện tại là mình chưa sử dụng ấy, thì thiết lập sau trong ví cho em nhé. Còn nếu như mà gặp cái trường hợp như thế này, đây, thì mọi người đừng có nghĩ là cái này là bị máy bị dính iCloud ẩn nhá. Đấy, bởi vì ấy, riêng ở trong các cái máy như thế này này, đó, thì nói như thế nào nhỉ? Có nghĩa là những cái ứng dụng ở trên cái máy cũ của mình là đã được tải bằng một cái iCloud khác. Cho nên ấy, là khi mà muốn chuyển hết dữ liệu từ máy bên đây về bên đây, có nghĩa là các cái ứng dụng, thì nó cần phải cái mật khẩu iCloud cũ thì mới cho phép tải được. Còn không thì mình phải xóa đi và mình tải lại ở trên cái iCloud hiện tại của mình nhé. Thì nhập lại cái iCloud cũ đó thôi, không vấn đề gì hết. Hoặc là nếu như mà mình không nhớ được cái iCloud đó thì có một cái khác, đó chính là bỏ qua bước này, nó ở ngay góc bên đây thôi. Đó. Và nó sẽ bắt đầu sao lưu từ máy này sang máy bên đây thôi. Nó cũng tùy theo là cái dung lượng, nếu như mà dung lượng của mình quá nhiều thời gian nó có thể sẽ mất từ 1 tới 2 tiếng. Còn nếu như mà dữ liệu của mình ít ấy thì nó nhanh thôi, nó chỉ rơi vào khoảng 2 đến 3 phút, thậm chí khoảng 15 20 phút thôi. Nó không nhiều. Ok, và sau khi mà hoàn tất được cái quá trình chuyển ấy, đấy thì cái màn hình của cái máy chuyển nó sẽ về nguyên trạng như thế này. Đó. Và nếu như mà mình muốn xóa cái dung lượng máy này đi thì đó, từ từ đã. Đấy, tiếp tục. Và nếu như mà muốn xóa luôn cả cái
cái dữ liệu của cái máy này đi ấy, thì mình ấn tiếp tục nhá. Còn nếu mà muốn giữ lại thì ấn để sau cho em. Đó, và vẫn giữ được nguyên cái hiện trạng bên này. Còn riêng về máy bên này thì nó sẽ active lại hết toàn bộ máy, tức là active lại hết toàn bộ các cái mật khẩu này, cũng như là danh bạ hay là ảnh video từ máy này sang bên đây. Đấy, giờ là bắt đầu là máy này nó sẽ lên. Ok chưa? Đó, ấn mật khẩu của mình vào. Thì ở đây mình kiểm tra qua một chút nhá. Ảnh này, ở đây đang lưu ở đây là 336 ảnh và 63 video. Đó, 336 ảnh và 63 video nhá. Danh bạ này. Bốn trăm bảy mươi tám liên hệ. Đó, mọi người thấy không ạ? 478 liên hệ. Và kèm theo đấy là những cái ứng dụng, toàn bộ các cái ứng dụng từ máy này nó sẽ chuyển hết toàn bộ sang bên đây. Đó, mọi người thấy không? Và vừa xong là toàn bộ quá trình chuyển từ dữ liệu từ iPhone sang iPhone này rồi. Đấy, thì mọi người còn cái giải đáp nào không biết nữa thì hãy comment xuống dưới để em giải đáp thêm nhé.